Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Singapore cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và như chúng ta được biết thì ngành tài chính ngân hàng đòi hỏi sự sáng tạo và tính năng động. Yêu cầu đầu tiên đối với người học ngành này là phải có sự đam mê và thích làm việc tới các lĩnh vực liên quan đến tiền. Và yêu cầu thứ hai là đòi hỏi người học cần có tính sáng tạo. Yếu tố thứ ba cũng khá quan trọng, đó là tính năng động. Sinh viên ngoài việc học các kiến thức về tài chính ngân hàng thì còn phải có các kỹ năng mềm như là giao tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng, v.v. Do đó, nếu có tính năng động thì người học sẽ rất thành công với ngành này. Và để tìm trường về ngành học tài chính ngân hàng tại Singapore thì Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn một trường, đó là trường Kaplan Singapore. Kaplan Higher Education Academy trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan của Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu. Tập đoàn Kaplan đáp ứng nhu cầu học của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Và khi các học sinh học tại Kaplan thì sẽ vào học chương trình đại học với bằng cấp của Anh, Úc. Và chất lượng đào tạo xuất sắc được công nhận qua nhiều giải thưởng. Đầu tiên đó là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học tốt nhất sau đại học tốt thứ 2 tại Singapore, được Job Central Ranking năm 2013 bình chọn. Và thứ hai là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học thạc sĩ tốt nhất tại Singapore, được Job Central Ranking năm 2012 bình chọn. Và top 3 trường tư thục được yêu thích nhất tại Singapore, giải thưởng vàng dành hạng mục Higher Education EduJudge 4 năm. Và mỗi chương trình ở Kaplan Singapore được quản lý bởi một tư vấn viên tiếp nhận phản hồi từ sinh viên và liên tục điều chỉnh chương trình để phù hợp với yêu cầu học sinh. Với con số hơn 50% học sinh Kaplan giới thiệu người thân và bạn bè cùng học, Kaplan chứng tỏ là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều học sinh sinh viên. Kaplan Singapore hiện có khoảng 144 giáo viên tại Singapore và hơn 70 giáo viên đến từ các trường đại học đối tác bay sang Singapore giảng dạy. Kaplan Singapore hiện có hai khu học xá hiện đại nằm ở trung tâm Singapore, tổng diện tích hơn 100.000 feet với gần 70 phòng học máy lạnh, 2 phòng thực hành vi tính, 2 thư viện và phòng thư giãn dành cho sinh viên, phòng học, khu cà phê tại trường. Và đối với chương trình đào tạo tại trường thì có chương trình luyện O-level, tiếng Anh thương mại. Ngoài ra thì trường còn đào tạo các ngành như là tài chính và ngân hàng, du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, marketing, quản lý bán lẻ, công nghệ web, quản lý luật sư, kinh doanh và luật, kế toán, kinh doanh và quản lý thông tin, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, truyền thông, pháp y máy tính, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, v.v. Và hiện tại thì Kaplan Singapore đang có học bổng hấp dẫn cho năm 2015. Đầu tiên là khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Northumbria University, trị giá học bổng là 3.000 đô sinh. Thứ hai là khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh trường University of Bedfordshire, trị giá học bổng là 2.000 đô sinh. Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học và học bổng dành cho sinh viên đại học chuyển tiếp lên thạc sĩ, trị giá là 5.000, 7.500 và 10.000 đô sinh. Thông tin chi tiết hơn về học bổng thì bạn có thể tham khảo tại website là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Singapore tại trường, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Đình, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Chào tất cả các bạn, thì Singapore hiện đang là điểm đến của rất nhiều bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học bởi chất lượng giáo dục mang tầm quốc tế và chi phí du học tại Singapore thì rẻ hơn các nước châu Âu, châu Mỹ đến 3 hoặc là 4 lần. Với các chứng chỉ bằng cấp đào tạo tại Singapore thì được thế giới công nhận. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, mời các bạn cùng trò chuyện với chị Kate Bùi, một cựu du học sinh Singapore và hiện tại đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan tại Việt Nam. Và cùng trò chuyện với chị Kate để tìm hiểu rõ hơn về các chương trình của trường, những ưu điểm khi học tại trường và những cái chuyên ngành đào tạo mới của trường thì có những cái chuyên ngành nào nhé. Là chị. Chào Sa và thân chào tất cả các bạn. Hiện nay thì trường Kaplan Singapore được khá nhiều các bạn sinh viên lựa chọn. Thì chị có thể nói một vài cái ưu điểm khi mà học tại trường mình thì như thế nào ạ? Về nói về ưu điểm của trường Kaplan ở Singapore thì có rất là nhiều điểm nhấn mà mình muốn chia sẻ với lại các bạn. Thứ nhất là trường có lợi thế về mặt chất lượng. Như là Sa cũng biết đó, trường Kaplan trong khá là nhiều năm liền luôn giữ được danh hiệu là trường tư thục được yêu thích nhất ở Singapore. Thế thì danh hiệu này do chính những bạn học sinh sinh viên ở Singapore họ bầu chọn. Dù cho bạn là người muốn học chương trình đại học, thạc sĩ, chương trình cao đẳng hay là chương trình chứng chỉ hay là chương trình tiếng Anh thì tất cả những học sinh ở Singapore đều chọn Kaplan là trường tư thục tốt nhất và họ cũng tham gia.
Cái thứ hai là ở Singapore thì cái điểm mạnh thứ hai của Kaplan đó là họ có rất là nhiều chương trình để các bạn lựa chọn với nhiều trường đại học đối tác khác nhau. Và có ngoài những cái chương trình rất là thông dụng, ví dụ như là tài chính ngân hàng hay là marketing hay là quản trị mà bạn có thể tìm thấy ở bất kể những trường nào, thì Kaplan còn có rất là nhiều những cái chuyên ngành mới được giới thiệu hầu như là hàng năm. Thì những chương trình mà ngành mới hiện nay mới ra đời đó là trợ lý về luật, và cũng như là những chương trình kinh doanh và luật, cũng như là những cái chương trình IT, và bên cạnh đó cũng có chương trình về quản lý bán hàng. Lúc nãy là chị vừa nhắc đến hai cái chuyên ngành mới của trường, đó là quản lý bán hàng và trợ lý luật sư, thì chị có thể chia sẻ rõ hơn cho các bạn về hai cái chuyên ngành mới này đi ạ. Thế thì hai cái chuyên ngành mà Kaplan mới cho ra đời, trợ lý luật sư và quản lý bán hàng, thì bạn sẽ học gì ở đó? Thế thì đầu tiên là ngành trợ lý của luật sư. Ngành trợ lý luật sư tiếng Anh của nó là paralegals. Thế thì nó không phải là một ngành đào tạo bạn trở thành một luật sư, nhưng nó sẽ là ngành học để giúp bạn hiểu về khía cạnh luật của một công ty. Thế thì khi mà bạn đi làm, nó bất kể công ty nào cũng vậy, khi mà người ta làm kinh doanh, người ta làm marketing hay bất kể lĩnh vực nào, người ta đều phải hiểu cái luật của trong cái ngành mà người ta hoạt động và những điều mà người ta cần biết. Thế thì một người học ngành này sẽ là người hỗ trợ cho công ty về mặt đó, hoặc là người học ngành này chính là người hỗ trợ cho luật sư trong cái luật sư hoạt động trong một cái lĩnh vực nhất định. Ví dụ bạn không phải là luật sư nhưng mà bạn sẽ viết thảo những cái hồ sơ luật như thế nào, và bạn biết những cái điều cần biết của một công ty khi hoạt động trong lĩnh vực đó về luật là như thế nào. Và ngành này thật sự mà nói thì nó đã phổ biến trên khá là nhiều nước, đặc biệt ở Singapore. Đa số, hầu như là rất là nhiều các công ty họ tuyển dụng cho ngành này khá là mạnh, và lương của ngành này rất là cao. Ví dụ như ở Singapore, một sinh viên học ngành này khi mà tốt nghiệp thì lương trung bình khởi điểm của họ có thể là 3.000 mấy, gần 4.000 một tháng, cao hơn rất là nhiều so với những ngành khác. Ở Việt Nam mình thì nó có thể là một cái khái niệm mới, thế nhưng mà mình nghĩ là nhu cầu thì ở Việt Nam cũng không thể là thiếu trong ngành này được. Còn ngành thứ hai là ngành quản lý bán hàng. Thế thì quản lý bán hàng là như thế nào? Đó là dành cho những bạn làm về nhân viên bán hàng, hay là bạn làm marketing cho những cái ngành mà bán sản phẩm đến người tiêu dùng. Bạn có thể làm quản lý một siêu thị, hay bạn có thể làm quản lý của một cái shop, hay là một cái chuỗi hàng hóa nào đó. Thế thì ngành này sẽ đào tạo cho bạn những cái kiến thức cần thiết để mà bạn biết rằng khi mà tôi bán những cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì đâu là những điều mà tôi cần biết, và làm sao để mà tôi nổi bật hơn so với những nhân viên bán hàng khác. Còn những cái bạn mà nếu mà muốn qua học tại trường mình đó chị, mà chưa có đủ cái trình độ Anh văn hay là chưa có một cái bằng cấp nào Anh văn, thì có thể là apply vào trường mình được không thưa chị? Đối với Kaplan thì thường cái yêu cầu tiếng Anh đầu vào để mà bạn vào học cái cấp độ gọi là năm nhất đại học hoặc là một khóa dự bị là năm IELTS 5.5 hoặc là tương ứng. Thế mà trong trường hợp học sinh nói rằng em rất là muốn học với Kaplan nhưng mà em chưa có bằng IELTS thì sao? Thì bạn có thể làm một bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào với Kaplan. Và nếu như mà bạn qua được bài kiểm tra tiếng Anh đó thì bạn sẽ vào thẳng chương trình chính khóa luôn. Còn nếu không thì bạn có thể chọn học chương trình tiếng Anh của Kaplan. Thế thì Kaplan có một chương trình tiếng Anh, nó có tên là tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp. Và nó bao gồm 5 cấp độ, mỗi cấp độ sẽ dài 2 tháng. Bài kiểm tra sẽ cho biết là bạn vào và bắt đầu từ cấp độ nào. Và một khi bạn học đến cấp độ cuối cùng là cấp độ thứ 5 mà bạn hoàn thành, thì bạn có thể vào thẳng chương trình chính khóa luôn, không cần phải thi IELTS nữa. Thế thì mình cũng có học sinh như vậy. Học sinh nói với mình là: chị ơi, em rất là thích cái chương trình tiếng Anh của Kaplan, bởi vì đó là chương trình tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp. Và theo em được biết thì ngoài 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ra, ở cái khóa tiếng Anh này còn đào tạo cho em rất là nhiều kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước đám đông. Cho nên là em rất là muốn vào đó để học tiếng Anh, nhưng mà em chỉ học tiếng Anh thôi, em không học lên chương trình chính khóa thì có được hay không? Câu trả lời là hoàn toàn được. Bạn có thể qua đó chỉ đăng ký học chương trình tiếng Anh và không cần phải học chương trình chính khóa nếu như bạn muốn. Hoặc là khi mà nghỉ hè bạn cảm thấy rằng: ồ, tôi có 2 tháng rảnh, 4 tháng rảnh, tôi muốn qua đó học một khóa tiếng Anh, 2 khóa tiếng Anh rồi tôi về. Điều này cũng hoàn toàn được đối với Kaplan. Vậy đối với những bạn mà muốn học một cái khóa Anh văn ngắn hạn thôi, thì trường mình có cái khóa này dành cho những bạn đang có nhu cầu như vậy không thưa chị? Câu hỏi của Sa rất là hay, và ở Kaplan cũng nhìn thấy được cái nhu cầu này của rất là nhiều bạn học sinh Việt Nam. Vì vậy cho nên Kaplan Singapore vừa ra mắt một chương trình mới, đó là khóa tiếng Anh trong vòng 3 tuần. Thế thì khóa tiếng Anh này dành cho những ai? Dành cho những bạn muốn qua Singapore để khám phá đất nước Singapore như thế nào. Đó có thể là một chuyến đi du lịch rất là thú vị với bạn, và đồng thời bạn kết hợp với đi du học trong vòng 3 tuần. Và ngoài ra cũng để cho các bạn trải nghiệm về Kaplan trước khi các bạn thật sự đăng ký để học một khóa của chương trình dài hạn. Thế thì khóa tiếng Anh này dài 3 tuần, bạn sẽ đi học từ thứ 2 cho đến thứ 6 và trung bình là 5 tiếng một ngày. Và chương trình này bạn không cần phải có một cái visa
của sinh viên. Bạn có thể dùng visa du lịch để mà qua đó đi học và đi du lịch đồng thời. Và chương trình tiếng Anh này thì nó hay ở chỗ là bạn sẽ vẫn làm bài kiểm tra tiếng Anh để xem trình độ của mình ở đâu, và giáo viên sẽ xếp bạn vào ngay lớp đúng trình độ của bạn để bạn có thể học tập và trau dồi tiếng Anh trong vòng 3 tuần. Và chương trình này khi mà ra đời, tức là ngay sau cái ngày mà Kaplan ra mắt chương trình này, thì có rất khá là nhiều bạn học sinh đăng ký. Bởi vì cái lợi thế của nó là bạn có thể đăng ký ngày hôm nay và ngày mai bạn lên đường qua Singapore học ngay lập tức, bạn không phải đợi. Và khóa này cũng được cái giảng vào mỗi tháng cho bạn. Còn về học phí thì cũng rất là hấp dẫn. Tiếng Anh 3 tuần này tổng học phí sẽ là $1,070. Vậy thì cái yêu cầu đầu vào của cái chương trình này có yêu cầu là sinh viên là phải từ bao nhiêu tuổi trở lên không thưa chị? Yêu cầu của khóa tiếng Anh này là sinh viên sẽ cần phải 15 tuổi trở lên. Và một cái ưu điểm của trường mình đó là ngoài cái chương trình như là về Anh văn rồi những cái chuyên ngành mới, thì trường có một cái chương trình học rất là hấp dẫn, đó là chương trình bằng kép lấy bằng của trường mới đến của Úc. Thì chị có thể là chia sẻ cho các bạn rõ hơn về cái chương trình này đi ạ. Về chương trình bằng kép của trường Đại học Monash của Úc, thế thì như các bạn biết đó, Kaplan đã hợp tác với lại Monash để đào tạo chương trình của Monash của Úc ngay tại Kaplan Singapore trong rất là nhiều năm. Và một trong những điểm rất là hấp dẫn đối với những bạn sinh viên, không chỉ là sinh viên Việt Nam mà ngay cả người Singapore hay là bất kể sinh viên quốc tế nào khác, đó là Monash giảng dạy chương trình bằng kép. Thế thì bằng kép là như thế nào? Lấy một ví dụ như là khi bạn lên đại học, bạn rất là thích học quản trị du lịch khách sạn. Thay vì học một bằng đơn như vậy thì đối với Monash bạn có thể học quản trị du lịch khách sạn cùng với một chuyên ngành nữa, ví dụ như quản trị du lịch khách sạn cộng với marketing, hay là quản trị du lịch khách sạn cộng với quản trị kinh doanh, hay là quản trị du lịch khách sạn cộng với PR, vân vân và vân vân. Và trường Monash sẽ thiết kế một chương trình để bạn hoàn thành hai chuyên ngành như vậy trong thời gian là khoảng 16 cho đến 24 tháng. Học phí không có gì thay đổi cả, tổng số môn bạn học cũng không có gì thay đổi cả. Thế thì ở Monash, cái hay của họ là họ có rất nhiều chuyên ngành để bạn chọn. Họ sẽ có khoảng 20 mấy cho đến 30 sự lựa chọn về chuyên ngành bằng kép như vậy. Ngoài ngành quản lý du lịch khách sạn ra thì bạn còn có những sự lựa chọn như là ngành kinh tế, ngành tài chính, ngành ngân hàng, ngành truyền thông, ngành media, ngành tâm lý học, ngành luật và kinh tế, và cả thậm chí cả ngành IT. Thì tùy theo cái sự lựa chọn của bạn về bằng kép, Monash có rất là nhiều sự kết hợp cho bạn. Thì rất hẳn là cái chương trình này thu hút được khá nhiều các bạn sinh viên lựa chọn đúng không thưa chị? Khi mà đi du học thì các bạn phụ huynh cũng như các bạn học sinh là lo lắng là cái thời gian đầu khi mà qua trường, thì không biết là trường mình có cái hỗ trợ nào dành cho các bạn khi mà thời gian đầu qua trường không ạ? Đặc biệt là đối với Kaplan thì hầu như các bạn sinh viên Việt Nam và phụ huynh Việt Nam không phải lo lắng. Bởi vì ở Kaplan, thứ nhất là Kaplan có khá là nhiều nhân viên người Việt. Chúng tôi có một nhân viên người Việt làm việc ngay tại đây để mà tư vấn cho các bạn trước khi các bạn đi nếu mà các bạn cần thiết. Ngoài việc là các bạn có thể đến công ty Tân Đại Dương để được tư vấn. Và khi mà các bạn qua Singapore thì tại ngay trường Kaplan ở Singapore cũng có một nhân viên người Việt để mà có thể trao đổi với các em trong cái khoảng thời gian đầu các em chưa quen với lại tiếng Anh ở đó. Và ngoài ra thì trong suốt cái quá trình đăng ký và học ở Kaplan, hầu như là học sinh không phải lo gì cả. Bởi vì một khi Kaplan nhận được hồ sơ của bạn thì Kaplan sẽ tự khắc lo tất cả những cái thủ tục visa còn lại cho bạn. Và khi visa của bạn thành công thì thư sẽ được chuyển về đến công ty Tân Đại Dương, và Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn bạn in visa như thế nào và sang đó như thế nào. Thế thì khi mà bạn sang đến Kaplan rồi thì sẽ có một cái buổi gọi là buổi khai giảng. Và tại cái buổi khai giảng đó lại có rất là nhiều nhân viên để mà lo cho bạn. Khi mà bạn ở đó thì người ta sẽ giải thích cho bạn, khi bạn đặt chân qua Singapore để mà lấy được cái visa thì bạn phải khám sức khỏe, rồi bạn phải đặt hẹn với cục di trú. Nhưng mà bạn không phải làm những việc đó, Kaplan sẽ làm cho bạn từ A cho đến Z. Thế thì A cho đến Z có nghĩa là sao? Ngay sau buổi khai giảng thì sẽ có nhân viên của Kaplan đưa bạn đi khám sức khỏe. Khi khám sức khỏe xong, có kết quả khám sức khỏe thì sẽ có nhân viên lấy kết quả khám sức khỏe cho bạn. Cũng sẽ có nhân viên đặt hẹn với lại cục di trú ngày đó tháng đó sinh viên này của tôi sẽ lên đây để lấy thẻ visa. Và đến ngày đó tháng đó, nhân viên của Kaplan sẽ đưa bạn lên cục di trú để lấy thẻ visa. Hầu như là bạn không phải lo gì cả. Việc duy nhất mà bạn cần làm là bạn cần có mặt tại buổi khai giảng và để lại số điện thoại mà chúng tôi có thể liên lạc. Vậy thì đối với những bạn mà đã tốt nghiệp tại trường mình thì không biết là bên trường có những cái hỗ trợ việc làm nào dành cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp không ạ? Thế thì ở Kaplan, nếu mà mình nói riêng về học sinh Việt Nam thì cũng có những bạn tốt nghiệp và đang đi làm tại Singapore. Hoặc là dù cho các bạn có về Việt Nam thì các bạn cũng có những công việc rất là tốt. Và thế thì câu hỏi là làm sao để mà một học sinh sang học ở Kaplan và sau đó tìm được một việc làm?
thì ở Kaplan có hẳn một văn phòng để hỗ trợ cho sinh viên trong việc này. Thế thì văn phòng đó làm việc gì? Họ sẽ tổ chức rất là nhiều những cái buổi hoạt động ngoại khóa cũng như những cái buổi học miễn phí cho học sinh. Và họ sẽ dạy cho bạn điều gì? Họ sẽ dạy cho bạn nếu mà bạn muốn tìm việc ở Singapore thì đâu là những nguồn tìm việc mà bạn có thể vào. Họ sẽ dạy cho bạn cái cách viết CV như thế nào để bạn có thể lọt vào mắt của nhà tuyển dụng. Và khi mà bạn lọt vào mắt của nhà tuyển dụng rồi thì họ sẽ dạy cho bạn kỹ năng đi phỏng vấn như thế nào, ăn mặc lúc phỏng vấn như thế nào. Và khi bạn đi phỏng vấn thì ở bất kể công ty nào sẽ chắc chắn sẽ có những câu hỏi mà ai cũng hỏi, thì bạn sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào. Đó, làm sao để sinh viên của Kaplan nổi bật hơn những trường khác và được người ta nhà tuyển dụng chọn, thì đó sẽ là toàn bộ những kỹ năng mà trường đào tạo cho bạn và không trả bạn một phí nào cả. Và thậm chí có bạn sinh viên sau khi học xong những cái buổi học về viết CV ra sao, các bạn về viết CV của mình nhưng mà không rõ là có tốt hay không, thì các bạn có thể đặt hẹn với văn phòng đó và người ta sẽ chỉnh sửa CV cho bạn. Cảm ơn chị. Rất là cảm ơn bạn Sao. Hy vọng với những chia sẻ của chị Kate thì quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh yên tâm khi chọn Kaplan làm điểm đến du học của mình.